Vâng, em chào các bác nhé. Đây là bộ cạc cho các bác nào đang sử dụng con Boss 1800 nha. Boss 1800 đẩy đó. Đây là cái cạc Equine đánh súp của Boss 1800, nhận riêng cho Boss 1800 nha. Vừa rồi em cũng đã bán một bộ rồi. Và đây là một bộ để các bác nào mình đang sử dụng con Boss 1800. Chỉ cạc này thì các bác chỉ cần gắn vào phía sau của con đẩy 1800, nó có một cái bo chúng ta mở hai ốc và kéo ra và gắn vào, nó có chân đây. Và khi đó các bác sẽ quấn súp tất cả các dòng súp, không cần phải qua cốt hoặc là qua van năng gì hết, cái vòng cắm này vào thôi. Là hệ thống bo này là sản xuất riêng cho quấn súp, và nó sản xuất quấn súp 502B này các bác, của Boss này, và đánh hầu hết các dòng bo súp luôn nha. Nói chung là nó cạc cái quay chuyên đánh súp nha. Khi gắn vào là các bác chỉ cần cắm tín hiệu là gắn vào súp và chơi súp luôn, chứ không cần qua một con van hay là năng hay là qua một cái cốt nào hết nha các bác. Nên rất là tiện. Đây là bộ cạc dành riêng cho Boss 1800 nha, để chuyên đánh súp. Đấy. Và nó sản xuất ra để đánh con 502B này các bác. Bộ này mới tin nha, mới về. Vừa rồi em có giao một bộ rồi. Giá thì em giao các bác là 1 triệu một bộ nha. 1 triệu một bộ. Rất là tiện luôn. Chỉ cần gắn vào là chơi súp luôn, không cần phải mua cốt, mua van năng, mua một con cốt cũng có vài triệu rồi các bác. Và nó tiện hơn cho các bác nữa, khi các bác không muốn đánh súp đánh lo full thì rút ra thôi, rất đơn giản thôi, chỉ thao tác chưa đầy 2 phút, chỉ cần phải hai ngóc và rút ra, rút cái chốt ra. Còn khi nào đánh súp chúng ta chỉ cần mở ra và gắn nó vào, cắm như là cắm một cái tem thôi các bác. Đấy. Đây một bộ nha, bộ gồm hai cái quấn cho hai kênh. Còn nếu các bác nào mà mình xài con 1800 á, muốn thích một bên là quấn súp hơi thì mình gắn một bo thôi nha, còn bo kia để không gắn, để quấn full. Đấy, rất là tiện. Đấy, em có về một bộ em sáng ngày hôm nay này. Lên sóng thì rất là đơn giản thôi, nó nhỏ thôi nhưng mà nó hiệu năng nó cao quá. 1 triệu là các bác đã sở một bộ rồi nha, đỡ tiền mua một con cốt, mua một cốt 1.8 triệu, 2-3 triệu các bác. Đây, nó chuyên cho con Boss 1800 nha. Các bác sử dụng Boss 1800 thì liên hệ cho em nha. Giá 1 triệu bao ship nha.